Oh my god. Thứ ba. Buổi sáng sau mưa mưa thanh rồi. Em mát mẻ. Mặt và đường vẫn làm bị vướng. Nên khi đi bộ phải chú ý. Kẻo bị bút và dám dám đến mà đổ đá này đổ đổ mà lại dùng dạ dám 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 đến dám đến mà đổ đá đổ đổ mà lại dùng tôi đang đi quán bánh cuộn nhưng mà dạo này đã đang bị đóng hôm nay như thế nào hôm nay cũng bị đóng phải không ok chắc là vận động à có mở cửa bánh cuộn quán này lão rồi không ăn à chơi một tấm sau đó ở đây mua trà đá quay đi anh ơi, cho em một trà đá.